Những chi tiết mà những người thợ như chúng tôi cũng cảm thấy cực kỳ ấn tượng trên bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này. Có rất nhiều những điểm nhấn trên bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này mà để chọn ra một điểm đặc sắc nhất thì thật là khó, vì đây là tổng hòa và hệ quả tất yếu của một nền văn hóa trọng chữ nghĩa, trọng tình cảm. Và khi nhìn ngắm tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ thì tôi ấn tượng với những cái tầng lớp ý nghĩa nhân văn ẩn sau những cái nét đục chạm phóng khoáng và tinh xảo. Như là tôi nhìn thấy đạo Tam Cương, quân sư phụ trên bức tranh, đó là đạo quân thần, đạo thầy trò và đạo cha con. Tôi lại nhìn thấy một cái lễ hội rất là rộn ràng và rực rỡ cờ xí trong một cái làng quê đang háo hức chào đón người con quay trở về quê hương để thực hiện cái chữ hiếu, chữ nghĩa và chữ nhân. Tôi cũng nhìn thấy sự chăm chỉ, cần mẫn, chịu thương chịu khó của người dân Việt vẫn đang hăng say trên từng cánh đồng. Và tôi cũng nhìn thấy nghĩa phu thê trong hình ảnh ngựa anh đi trước và võng nàng theo sau. Tôi nhìn thấy sự hiếu học của những người Việt, từ người già tới trẻ nhỏ, từ phụ nữ tới nam giới. Và hãy nhìn vào những em bé đang chăn trâu, chăn vịt cũng đều đang ước mong mình được đi học, được hấp thụ những điều tinh túy từ những cuốn sách của Thánh Hiền.